Hải Phòng, vỉa hè phố đi bộ nghìn tỷ chưa bàn giao đã nứt vỡ, ban quản lý dự án nói do nắng nóng. Vụ hành hung nữ nhân viên sân gôn, ông Nguyễn Viết Dũng: tôi chỉ đập gậy sượt qua nón nạn nhân, tôi nhận sai và xin lỗi. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chứng khoán Chí Việt Phạm Thanh Tùng bị khởi tố. 30 tường cầm đầu đường dây buôn lậu đường cát hơn 2.800 tỷ. Hải Phòng vì hè phố đi bộ nghìn tỷ chưa bàn giao đã nứt vỡ, ban quản lý dự án nói do nắng nóng. Thưa quý vị, dù đã đưa vào sử dụng hơn 3 năm qua, nhưng dự án đầu tư chỉnh trang bờ sông Tam Bạc, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vẫn chưa được bàn giao. Quyết toán, đá lát vỉa hè phố đi bộ được đầu tư nghìn tỷ này liên tục nứt vỡ, rạn nứt. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt dự án đầu tư chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc, quận Hồng Bàng, với tổng mức đầu tư là hơn 1.454 tỷ đồng. Tháng 5 năm 2019, các hạng mục của dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng giúp diện mạo hai bên bờ sông Tam Bạc được cải thiện rõ rệt và trở thành phố đi bộ đẹp nhất thành phố Cảng. Tuy nhiên, sau 3 năm đưa vào sử dụng đến nay, dự án này vẫn chưa được bàn giao, quyết toán. Đáng chú ý, dù chưa bàn giao quyết toán dự án nhưng hạng mục vỉa hè dành cho người đi bộ có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều vị trí đá lát vỉa hè bong chóc, sụt lún, các vết nứt kéo dài hàng chục mét. Đây không phải là lần đầu tiên phố đi bộ Tam Bạc xuất hiện tình trạng nứt vỡ đá, lát vỉa hè. Vỉa hè phố đi bộ Tam Bạc có chiều dài chưa đến 2 km nhưng liên tục bong rộp, nứt vỡ tại nhiều vị trí. Anh Tâm, 33 tuổi, người dân phố Tam Bạc cho biết, người dân phố đi bộ nhiều lần chứng kiến công nhân sửa chữa, cải tạo, tuy nhiên đá vẫn vỡ như kẹo lạc. Nhiều vết nứt, vết sụt lún kéo dài hàng chục mét, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới người dân đi bộ tập thể dục. Theo anh Tâm, phố Tam Bạc có vỉa hè rộng 5-7 mét, cao hơn mặt đường khoảng 20cm và chỉ dành cho người đi bộ, phương tiện không thể lên vỉa hè. Người dân dọc phố cũng không kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè. Hàng ngày, người dân xung quanh thường ra bờ sông Tam Bạc tập thể dục, đi dạo, do đó không có tác động của con người khiến đá hư hỏng. Trao đổi với chúng tôi, đại diện ban quản lý dự án quận Hồng Bàng cho biết, dự án chỉnh trang hai bên bờ sông Tam Bạc được thành phố phê duyệt với hạng mục chính như nạo vét lòng sông, kè bê tông cốt thép hai bờ sông khoảng 2,8 km, cải tạo lòng đường vỉa hè phố Tam Bạc và phố Thê Lữ. Tổng chiều dài là 2,5 km, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Hạ Lý. Trong đó, công ty cổ phần Trung Thủy trúng gói thầu làm đường và vỉa hè phố Tam Bạc có giá trị 170 tỷ. Công ty liên doanh 68 Hồng Hà trúng gói thầu thi công bờ sông Tam Bạc bằng cọc cừ bê tông, cốt thép có giá trị 280 tỷ đồng. Tháng 5 năm 2019, sau khi các hạng mục dự án hoàn thiện, tuyến phố được đưa vào sử dụng. Ngay sau khi đưa vào sử dụng không lâu sau đó, tuyến phố đi bộ xuất hiện tình trạng đá lát vỉa hè bong chóc, sụt lún, nứt vỡ. Nhà thầu đã huy động công nhân chít mạch thay đá mới, tuy nhiên tình trạng không cải thiện, tái diễn hư hỏng điển hình vào các năm 2020, 2021 và hiện tại. Lý giải nguyên nhân, đại diện ban quản lý dự án quận Hồng Bàng cho rằng vào mùa hè nắng nóng khiến mạch vữa giãn nở dẫn đến đá lát vỉa hè nứt vỡ bong chóc. Tuy nhiên, khi phóng viên dẫn chứng nhiều tuyến phố khác cũng chịu nắng nóng tương tự phố Tam Bạc nhưng đá lát vỉa hè không nứt vỡ thì vị cán bộ này không giải thích. Ban quản lý dự án quận Hồng Bàng cũng từ chối đánh giá về năng lực thi công của công ty cổ phần Trung Thủy. Đại diện ban quản lý dự án quận Hồng Bàng cho biết, dự án chậm quyết toán bàn giao do Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã nhiều lần điều chỉnh thời gian thực hiện. Lần gần đây nhất tháng 9 vừa qua, thành phố quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2017-2021 thành 2017-2023, kéo dài thêm 2 năm. Đơn vị đã yêu cầu công ty cổ phần Trung Thủy gấp rút cải tạo, chỉnh trang lại vỉa hè, đồng thời hoàn tất thủ tục để bàn giao quyết toán dự án vào đầu năm 2023, đại diện ban quản lý dự án quận Hồng Bàng nói. Vụ hành hung nữ nhân viên sân gôn, ông Nguyễn Viết Dũng: tôi chỉ đập cây gậy sượt qua nón nạn nhân, tôi nhận sai và xin lỗi. Liên quan vụ hành hung nữ nhân viên sân gôn BRG Đà Nẵng sáng 13 tháng 12, thông qua cơ quan báo chí, ông Nguyễn Viết Dũng thừa nhận: tôi đã sai, tôi thành thật xin lỗi. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam có thông cáo báo chí với nội dung: trong những ngày qua, báo chí và mạng xã hội thông tin về vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 có hành vi hành hung nhân viên sân gôn BRG Đà Nẵng. Trên cơ sở nắm bắt thông tin từ báo chí và mạng xã hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Viết Dũng báo cáo cụ thể trung thực vụ việc. Quan điểm của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam là trong trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng hay bất cứ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có khuyết điểm, vi phạm đều phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Cũng trong sáng 13 tháng 12,
Thông qua báo chí, ông Nguyễn Viết Dũng thừa nhận tôi đã sai, tôi thành thật xin lỗi. Theo ông Dũng, ngày 6 tháng 12, ông và một số đối tác có đến sân golf BRG Đà Nẵng để chơi golf. Chị Lan là nhân viên phục vụ hướng dẫn. Do bất đồng với cách tính số gậy trong hố khi đánh golf, trong lúc cự cãi do bức xúc, thiếu kiềm chế nên ông đã xử lý vấn đề chưa đúng. Ông Dũng đã đập cây gậy golf phát bóng sượt qua nón của chị Lan hướng xuống đất, khiến cây gậy golf gãy làm đôi và bật lại, làm chị Lan bị thương nhẹ phần mềm ở vùng mặt. Ông Dũng cũng cho biết sau khi sự việc xảy ra, người thân của ông và những người có mặt đã đưa chị Lan đi kiểm tra, thăm khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ông Dũng đã liên hệ xin lỗi và hỗ trợ thiệt hại về tinh thần cho chị Lan. Hiện sức khỏe của chị Lan bình thường, tâm lý tốt, đã quay trở lại làm việc từ ngày 13 tháng 12. Cá nhân ông Dũng sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chứng khoán Chí Việt Phạm Thanh Tùng bị khởi tố. Thưa quý vị, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần Louis Holding, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chứng khoán Chí Việt. Ngày 12 tháng 12, công ty cổ phần Chứng khoán Chí Việt, mã chứng khoán TVB, công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự nội bộ. Theo thông báo ngày 9 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chứng khoán Chí Việt, về tội thao túng thị trường chứng khoán. Việc khởi tố đối với ông Tùng nhằm phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần Louis Holding, công ty cổ phần Louis Capital, công ty cổ phần Louis Land và công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt. Liên quan đến vụ án này, trước đó tháng 10 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án nêu trên. Các bị can đã bị khởi tố gồm Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holding, Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt, Lê Thị Thủy Liên, nhân viên công ty Chí Việt, Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính công ty Louis Holding và Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc công ty Chí Việt. Kết quả điều tra xác định Louis Holding mua cổ phần sở hữu 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo hệ sinh thái Louis Holding. Trong đó, Đỗ Thành Nhân là người đại diện pháp luật của 3 đơn vị gồm công ty cổ phần Louis Holding, công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang và công ty cổ phần Dược Lâm Đồng. 3 đơn vị còn lại được ông này nhờ cổ đông bạn bè người thân đứng tên. Cuối năm 2020, công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư hoạt động yếu kém, có nguy cơ phải hủy niêm yết. Bị can Nhân gặp chủ tịch công ty Bảo Thư thỏa thuận và mua lại 9 triệu cổ phiếu. Tiếp đó tháng 2 năm 2021, bị can Nhân tiếp tục thu mua cổ phiếu rác TGG của công ty cổ phần Trường Giang với giá 1.800 đồng một cổ phiếu. Có hàng triệu cổ phiếu giá rẻ trong tay, chủ tịch Louis Holding lên kế hoạch thổi giá, thao túng thị trường chứng khoán. Chủ tịch Louis Holding bàn bạc với Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc công ty Chí Việt về việc mở các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của bị can Nhân. Việc này nhằm thực hiện mua bán khớp lệnh qua lại giữa các tài khoản, từ đó tăng tính thanh khoản, đẩy giá chứng khoán Bảo Thư và TGG tăng cao, thu lợi bất chính. Để phục vụ kế hoạch thao túng, Chủ tịch Louis Holding lập nhóm trên mạng xã hội có tên là Louis Family với số lượng hơn 10.000 người tham gia. Bên cạnh đó, Chủ tịch Louis Holding liên tục hô hào kêu gọi nhà đầu tư mua bán hai cổ phiếu, Bảo Thư và TGG. Với chiêu thức nêu trên, cổ phiếu Bảo Thư liên tục tăng trần, khớp lệnh với số lượng lớn có lúc lên tới 33.000 đồng một cổ phiếu, gấp 10 lần giá ở thời điểm nhóm bị can Nhân mua vào. Sau khi cổ phiếu lập đỉnh, Chủ tịch Louis Holding và bị can Nam bán chốt lời, bỏ lại các nhà đầu tư tin vào lời hô hào để rồi ngậm chè đắng. Tương tự, cổ phiếu TGG cũng liên tục có các phiên giao dịch trần, lập đỉnh với mức giá lên tới 74.800 đồng một cổ phiếu, gấp 37 lần mức giá ở thời điểm nhóm bị can Nhân mua vào. Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 4 tháng 1 năm 2021 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021, nhóm của Chủ tịch Louis Holding đã thu lợi bất chính gần 154 tỷ đồng từ việc thao túng hai mã cổ phiếu Bảo Thư và TGG. 30 tường cầm đầu đường dây buôn lậu đường cát hơn 2.800 tỷ. Thưa quý vị, bà trùm 10 tường bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200.000 tấn đường cát, trị giá hơn 2.800 tỷ đồng. Ngày 13 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường, 53 tuổi, Nguyễn Hoàng Út, em trai bà 10 tường và 5 đồng phạm về tội buôn lậu. Theo cáo trạng, ngày 23 tháng 12 năm 2018, Nguyễn Hoàng Út kêu bị cáo Trần Công Tới cảnh giới chốt biên phòng tại xã Phú Hội, huyện An Phú, chỉ đạo bị cáo Võ Minh Phương sang Campuchia nhận và giao đường cát, quần áo để chuyển về Việt Nam. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Phương sang đến Campuchia và giao cho bị cáo Nguyễn Văn Dũng 106 bao quần áo, giày túi sách, giao cho Lê Văn Điện 400 bao đường,
Nguyễn Văn Linh chở 498 bao đường và Trần Văn Tánh chở 499 bao đường cát. Khi ghe chở đường cát của những người nói trên về tới địa bàn xã Phú Hội, huyện An Phú thì bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an phát hiện kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện 1.397 bao đường, 106 bao chứa quần áo, giày, túi sách, mũ nón đều không có hóa đơn chứng từ. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt tạm giam đối với Dũng, Điện, Linh và Tánh về hành vi buôn lậu. Còn Phương tới miền bỏ trốn sang Campuchia. Đến tháng 4 năm 2020 thì 4 người này đến công an ở huyện An Phú đầu thú. Những người này khai bà Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia vận chuyển về Việt Nam bán cho khách hàng ở các tỉnh và điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển hàng lậu, cũng như phân công nhiệm vụ cho từng người trong đường dây. Trong đó Út trực tiếp điều hành chỉ đạo công việc hàng ngày của những người còn lại. Sau khi biết các ghe đường lậu bị bắt, bà Mười Tường gọi điện chỉ đạo đàn em tiêu hủy giấy tờ liên quan và tìm cách giải quyết số hàng lậu bị bắt. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2020, bà Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người tại nhiều tỉnh thành với hơn 200.000 tấn đường cát giá trị 2.885 tỷ đồng. Tại tòa hôm nay, do vắng mặt một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên hội đồng xét xử đã hoãn phiên xét xử để triệu tập những người này đến tham gia phiên tòa mới.